Rồi như vậy sau khi mình chạy về 25 tổng thời gian nổ máy từ lúc chế cái chai vệ sinh nước vô là 25 phút nha. Bây giờ mình sẽ mở nắp capo lên rồi mình mở cái ống nước mình xả ra. Rồi mình mở nắp capo lên, bây giờ ra là mình sẽ mở cái bầu lọc gió ra lại rồi mình mới khui cái ống nước ra được nha. Rồi mở bầu lọc gió thì mình mở cái cổ của cái lọc gió ra. Rồi mở cái ống trích khí ra. Cái bầu hơi gió ra ngoài. Rồi cái ống nước này mình thay cái ống trong mà nhìn nó xanh lè đã kìa. Rồi chúng ta mới chạy về nước rất là nóng và có hơi mạnh lắm cho nên là mình đừng có mở cái nắp này ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái ống này ra, cái ống này ngay chỗ cái khớp nối. Mình mở cái ống nước ngay khớp nối chỗ cái cảm biến trục cam, cảm biến trục cơ để mình xả nước ra ngoài. Thì muốn mở cái ống này nó có hai cái phe trên dưới nè, mình mở cái ống dưới thôi, mình lấy kìa mình mở. Rồi vậy là nãy giờ mình đã để máy nguội khoảng 5 phút. Rồi bây giờ mình sẽ hé cái nắp này nhẹ 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 ra xem hơi nó có ra hay không. Thì từ từ mình mới mở ra chứ đừng mở ra liền rồi có hơi nước sôi mạnh nó phúng vô mặt nha. Đó, giờ mình sẽ hé nhẹ nhẹ từ từ ra. Đó, mình hé nhẹ nhẹ từ từ ra xem hơi nó có khì ra hay không. Đó, có hơi khì ra. Mình để cho nó khì hết hơi ra đi ha, khì hết hơi ra đi. Rồi mình dặn lỏng ra nè, nó lỏng ra. Rồi tiếp tục mình xuống đây mình mở cái con nước này nha. Rồi giờ mình sẽ dùng kìm. Dùng kìm mình bóp cái cổ dê này lại, mình đưa nó xuống dưới. Rồi tại sao mình mở cái chỗ này mà mình không mở lại cái chỗ cái cổ nước à, tại sao mình không mở lại ngay chỗ cái cổ nước chẳng chia mà mình đi mở ở dưới đó, tại vì dưới đó nó thấp, khi mình mở dưới đó thì nước nó sẽ chảy ra hết được, còn cái này là cái đầu trên cho nên là nước nước dơ nó không có chảy ra được cái đường đó nha. Thì đó mình bóp cái cổ dây, mình lùa cái cổ dây này xuống trước đi. Mình phải dùng thêm một con vít nữa mình tọt cái đầu bên kia nó mới tụt xuống được. Rồi sau khi nó mình mở cái cổ dê ra rồi á, thì mình dùng vít vít dẹp mình khử khử cái đầu ống á, có keo á, thì nó tụt nó bung keo ra trước. Khử nhẹ nhẹ thôi chứ không phải mình chọt sâu xuống nha. Khử nhẹ thôi. Thử nhẹ để cho nó bung cái lớp keo cũ ra. Mình giọt sâu xuống nó sẽ bị rách cái ống. Cho nên là mình thử nhẹ nhẹ xung quanh thôi. Rồi sau khi mình thử rồi mình dùng cái dễ dùng cái chìa khóa cái gì cơ hoặc là cái kéo gì á, nói chung cái gì mình có thể mình đẩy nó xuống được á. À, chú ý nước này rất là nóng nha, đừng có để nó ruột mạnh quá nó văng vô giò hoặc là văng vô vô tay.
Rồi sau khi mình sổ nước kia ra thì mình nổ máy, mình châm thêm nước sôi năng lượng mặt trời nha. Mình châm thêm vô để cho máy nó hút xuống dưới, nó đẩy những cái nước cặn hồi nãy ra. Thì mình đã chuẩn bị một xô nước sôi năng lượng mặt trời rồi, một xô nước sôi năng lượng mặt trời trước đó. Giờ mình cứ châm vô để cho nó chảy cái nước kia ra ngoài. Nước này nha, hết cái xô nước này rồi mình đóng lại, đóng nắp lại. Rồi sau khi mình châm hết cái xô nước đó thì mình quay lại đây, mình đóng cái ống này lại để mình châm nước khác cho mình cho nổ máy tiếp. Nước lúc này nó cũng ấm rồi chứ nó hết nóng lắm rồi nha. Rồi mình nhận vô đây, nhận vô mình đi múc một xô nước mới lên mình đổ vô. Rồi bây giờ tiếp tục mình chuẩn bị thêm nửa xô nước sôi nữa nha, để mình châm vô đây cho nó đầy. Nó châm vô đây cho nó đầy rồi mình cho nổ máy tiếp. Thì đây mấy bạn thấy là nước nó đang chảy nè, nước nó đang bơm lên nè. Nó tràn ra để có bọn đó nó chảy hết ra ngoài nha. Mình cứ canh mình châm cho nó tràn ra để có bọn thì nó chảy ra ngoài hết, nó có hút ngược trở lại. Tôi cho máy nó chạy tiếp thì mình kéo cái hao nước này ra mình xem coi nó có dơ không nha. Thì vẫn là nước xanh lự, không có dơ nha, nhưng mà nó cũng hơi bẩn mặn mặn thôi chứ không có phải là dơ giống như. Rồi giờ mình sẽ bưng cái hao nước sôi này mình đổ ra ngoài thử coi trong hao nó còn cặn không, nó có cặn không nha. Rồi thực chất thì nó chỉ có nhiêu đây thôi, không đến nổi lắm nha. Thì mấy cái này là mấy cái ron silicon cũ thôi chứ không có gì hết, thì chứng tỏ là cái đường ống nước bên trong nó không có bị rỉ sét rỉ ton, cái két nước vẫn còn tốt nha. Rồi bây giờ tiếp tục mình cho máy nó chạy thêm một khoảng thời gian nữa. Rồi như vậy sau khi mình chạy cái nước năng lượng mặt trời nóng vô được cỡ hơn 5 phút rồi, giờ mình sẽ xả cái nước đó ra thêm một lần nữa. Rồi chúng ta cũng nhớ cẩn thận cái chân của chúng ta phía dưới ha.
Rồi khi chúng ta nhận cái ống nó xuống cho nước nó chảy ra, thì ở đây mình cũng nhận cái vòi nước vô. Rồi ở đây mình cũng nhận cái vòi nước vô, mình mở nước cho nó đủ cung cấp nước nó chảy ra đó nha. Có thể dư một chút xíu để cho nước nó tràn ra đây, những cái bụi bẩn nó tràn ra đây luôn. Thì mình chạy như vậy một chút xíu, mình coi coi nước nó trong hết thì ok nha. Rồi như vậy là nước bây giờ nó đã trong lại rồi, không có còn dơ đục nữa. Cho nên là giờ mình sẽ tắt máy xe rồi mình gắn cái ống vô lại nha. Rồi sau khi nước trong thì giờ mình sẽ vô mình tắt máy xe đi. Rồi tắt máy xe thì mình cũng tắt luôn cái vòi nước này ha. Rồi nước nó đang rút xuống cạn bình. Ở đây là chỉ còn những cái bận dầu thôi. Rồi như vậy sau khi máy nghỉ một chút xíu, chúng ta sẽ tiếp tục đề máy lên để cho nó bơm hết những cái nước bên trong máy ra ngoài luôn. Rồi mình gắn ống lại để mình châm nước nước mát vô. Rồi vậy là giờ mình sẽ đề máy lên lần thứ ba nha, để cho nó bơm hết nước trong máy ra, mình không cung cấp nước cho nó nữa. Nha. Rồi mình không cung cấp nước cho nó nữa để coi nước trong máy nó có chảy ra hay không ha. Rồi như vậy là mình đã vệ sinh sạch cái phần ống trong nước mát rồi nha. Bây giờ mình sẽ tắt máy để châm nước mới vô. Rồi bây giờ sau khi mình đã xúc sạch sẽ hết, mình thổi hơi vô đây cho nó văng cái nước cũ ra luôn. Coi như trong máy bây giờ chắc không có còn nước nữa đâu nha. Rồi mình chờ cho máy nó nguội đi rồi mình đổ nước mát mới vô. Rồi hiện đây mình đã chuẩn bị hai bình nước mát ha. Bình này là bình Asin Coolant, bình này là Made in Japan nha. Nói vậy thôi chứ không biết có phải hay không thì mình không biết, nhưng mà mình mua tại Phụ Tùng Ô Tô là 300.000 á. Còn cái bình này là cái bình Rocket. Bình này nước xanh, bình này nước đỏ, nước tím. Thì cái bình Rocket này có 80.000 thôi, thì mình để dành mình châm lúc nó hụt hôm nay á. Còn cái bình này là cái bình mình mới mua, thì mình sẽ châm vô cái sau khi mình vệ sinh sạch cái két nước rồi, mình sẽ châm cái nước mới màu tím này vô để đi nha. Rồi thì qua cái đợt này xúc nước đợt này thì mình sẽ sử dụng nước xanh, mình không sử dụng nước tím nữa đâu. Tại vì nước tím mắc tiền hơn nước xanh. Cái đó là một nguyên nhân nha. Nhưng mà cái nguyên nhân mà mình thấy nó hơi để mình cho xài nước xanh đó, thì khi mà nước xanh nó rỉ ra, nó rỉ nước xanh ra là mình nhìn mình thấy liền. Còn nước tím mình nghĩ nó có rỉ nhỏ giọt ra chắc mình không có nhìn thấy được đâu. Nước xanh dù sao nó cũng dễ thấy hơn. Với lại xe mình đi cả hơn năm rồi mà mình xài nước xanh mà cái đường ống mình cảm thấy nó cũng không có vấn đề gì hết. Cho nên là mấy anh em cứ quất nước xanh 80.000 bình cho chắc đi. Đừng có sử dụng nước lọc, mà cũng đừng có sử dụng nước tím nếu mà không đủ điều kiện nha. Nếu mà anh em khó khăn thì cũng không nên chơi sang xài nước tím này làm cái gì. Asin Long Life Coolant 300.000 bình. Nó có cái loại này trên Lazada sao thấy cũng có 120 bao nhiêu rồi nha, mà không biết nước màu hay nước gì không biết. Còn bình này nó để nè, để mắt in dao băng rõ ràng nè, mà không biết phải không nha.
Chắc mình nghĩ là đúng, tại mua tại phụ tùng ô tô mà lại giá cao nữa, 300.000. Rồi xe mà xe xịn mấy trăm cả tỷ rồi, người ta xài cái loại nước nó còn xịn dữ nữa, mấy 600-700.000 diện bình. Còn giờ mình anh em nghèo khổ không à, thôi cứ xài cái này cho chắc cú. Rồi như vậy sau khi mình đã vệ sinh đường ống nước sạch thông đâu đó hết rồi, thì bây giờ mình sẽ mở cái co này ra để mình test cái ron, test một tí keo ron xung quanh cái ron giấy này nha, cho nó an toàn hơn. Rồi mình sẽ siết vô lại, rồi mình sẽ dùng keo mình trét xung quanh cái này, do cái này nó cũng rỗ hết trơn rồi, mình trét xung quanh rồi mình nhận cái ống này vô cho nó chắc ha. Rồi như vậy mình sẽ dùng ống điếu 10 để mình mở cái này ra nha. Rồi sau khi mình mở ra được như vậy, mình sẽ gắn cái van hàng nhiệt vô lại, rồi mình chét keo xung quanh mình bắt vô lại nha. Rồi giờ mình sẽ gắn cái van hàng nhiệt vô đây lại ha. Thì cái van hàng nhiệt cái nó đi theo ở đây, nó có chiều cái mũi tên nè, chiều cái mũi tên. Đây nó cái chiều mũi tên đi xuống, thì cái này cũng hướng cái mũi tên này nha, cái van hàng nhiệt hướng cái mũi tên đi vô, nó đi vô theo chiều mũi tên. Đó. Rồi cái lò xo thì nằm cái đầu này vô trong máy. Ha. Bây giờ mình sẽ test keo xung quanh mình nhận cái này vô. Rồi đúng ra thì cái mới thì không cần keo, tại vì nó có ron, cái ron này rồi. Nhưng mà giờ cái này cái ron nó cũ rồi, cái vành này nó cũng rỗ 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 hết rồi, cho nên mình cần phải có keo để nó kín nước ha. Thì cái keo này là mình xài cái silicon A500 nha. Mình trét một mớ mỏng ở trong cái chỗ này thôi, tại nó có cái ron này, không phải trét, không phải mình trét đầy ngập cái này rồi nó dư, nó dư keo của nó chảy vô trong đây rồi nó vô trong hệ thống nước thì nó có thể nó bị làm nghẹt nha. Rồi mình trét xung quanh đây một lớp, một lớp dừa thôi, mỏng thôi, rồi mình nhận cái keo vô cái nhận cái van hàng nhiệt vô. Trước tiên mình lau ở bên ngoài này đi, để lát mình dán hợp cái miếng keo giấy kia vô đây thì nó kín hơn. Rồi bây giờ mình sẽ nhận cái van hàng nhiệt vô. Nhận cái van hàng nhiệt vô. Thì một mớ keo nó xì ra đây thì mình vuốt nó.
Rồi. Nhà bên trong thì keo nó cũng không có xì nhiều lắm nha. Thì mình gọi điện vô đây mình thấy nè. Rồi bây giờ mình sẽ trét keo rong xung quanh cái bề mặt này rồi mình định vô lại trong cái máy. Rồi bây giờ mình sẽ trét cái keo rong xung quanh cái vòng này nha. Rồi mình rét xong thì mình đập cái ron vô. Rồi mình rét mình cho nó nối liền với nhau nha, đừng có chỗ nào bị đứt khúc hết. Cái vòng ngoài này cũng rét luôn xung quanh con ốc nè, quất luôn. Rồi đây nữa, đừng có bít lỗ con ốc. Rồi rồi giờ mình sẽ ịnh cái ron vô. À, mình cũng trét một miếng trên cái bề mặt ron này luôn để mình ốp cái kia nha. À, giờ mình sẽ ịnh cái ron vô. Canh cho nó ngay ngắn mình ịnh vô. À. Rồi sau khi mình định cái ron với keo vô rồi, mình xỏ hai con ốc vô để mình dặn, xỏ hai con ốc vô mình siết nó lại. Mình vuốt lại cái cho nó đều nha. Rồi sau khi mình gá vô ok thì mình siết dùng khóa ống điếu 10 mà mình siết vô nha.
xiết ở trên vừa sát vô thì mình bắt đầu mình xiết ở dưới. Rồi sau khi xiết ở dưới cứng thì bắt đầu mình xiết ở trên tiếp. Tại này mình xiết cũng cứng vừa tay chứ không có cứng hết lực nha. Tại vì nó có keo có ron. Rồi như vậy là đã cứng. Rồi mình vuốt keo xung quanh ở ngoài đây ha. Rồi coi như mình đã gắn cái van hàng nhiệt vô rồi ha, mình xiết hai con ốc cứng luôn rồi. Rồi bây giờ tiếp tục là mình trét keo xung quanh cái này để mình nhận giống nước này vô. Rồi sau khi mình trét silicon xong mình vuốt cái tay xung quanh cái miệng của cái ống, đừng cho silicon nó lọt vô trong cái đường ống nha. Rồi cái miệng ống thì mình cũng kiểm tra, mình vuốt bỏ những cái bụi bẩn, những cái keo cũ cho nó ra hết đi thì nó sẽ kín. Rồi mình rà thêm ở đây một tí silicon cho nó có chắc, nó bám vô cái hành trước nha. Một lớp mỏng chứ không phải là mình làm một cái dày nha. Ừ, lớp mỏng để cho nó lớp đệm á, đệm cho nó bám trước. Rồi mình sẽ nhận vô. Mình bóp cái phe lại mình đưa lên nha. Bóp cái phe lại mình đưa lên cho nó bó cái ống lại. Rồi sau đó mình vuốt cái bề mặt này đi, vuốt cái bề mặt keo dư ở ngoài cho nó kín cái miệng đầu ống luôn. Rồi như vậy là coi như mình đã hoàn thành thêm một công đoạn nữa, là mình đã gắn van hàng nhiệt, gắn cái ống này vô ha. Rồi tiếp theo mình sẽ gắn cái ống ở dưới đây. Hồi nãy mình xả nước á, cái ống nãy mình xả nước nè, giờ mình cũng làm sạch cái họng ống rồi mình chét keo mình gắn nó vô lại nha. Rồi tiếp theo mình sẽ chét silicon xung quanh cái đường ống này để mình gắn vô lại nữa. Sau đó mình sẽ bấm cái củ dê mình đưa lên lại nha.
Rồi thì coi như mình đã hoàn thiện kết nối cái phần đường ống nước ha. Thì cái này là van hàng nhiệt với cái đầu ống vô đây mình đã làm xong, ok, mình kiểm tra rồi nè, đó. Rồi cái đường ống mình xả nước hồi nãy mình cũng đấu vô, mình két keo mình bó cái cổ dê lại luôn rồi, ok nè. Chỗ này thì cũng ok, cái đường ống này nó trong nè. Phía sau đều ok hết rồi. Thì bây giờ là máy nó cũng nguội rồi, bây giờ tiếp tục là mình châm nước vô nha. Mình châm chai nước mát vô. Rồi sau khi mình nghĩ máy nó nguội rồi thì bắt đầu mình sẽ chế nước mát vô. Thì trước tiên bây giờ mình sẽ kiểm tra lại một lần nữa cái đường nước mát xem nó đã kín kỹ hết chưa ha? Mình đã làm kỹ chưa thì sau đó mình mới chế vô. Thì bây giờ mình chế nước mát vô đây cái đường nước nó sẽ đi ở cái đấy, ống bự ở dưới nè, ống bự ở dưới nó sẽ truyền xuống dưới cái máy, nó truyền xuống dưới máy dưới đây, thì trong ra dưới máy nó sẽ ra được một ống. Nó ra được một ống rồi nó luồn theo ra từ trong cái ống đó đi luồn ra chỗ chỗ này. Chỗ này nó ra cái cúc chia chia nước mình hàn lại á. Đó. Rồi nó vô trong cái bầu này. Vô trong cái bầu này nó chia ra làm hai hướng, một hướng nhỏ đi lên cái bộ bơm ga. À, để nó đi về bấm ga à, để nó đi về, về cái bình nước phụ. Còn một cái đường bự, một cái đường bự đường nước chính thì nó sẽ đi đi ra qua cái van hàng nhiệt này. Thì nếu mà nước chúng ta chế vô thì tới van hàng nhiệt này nó ngưng lại, nó không chảy nữa, thì chừng nào mình mở máy chạy nóng lên thì nó mới bắt đầu chảy nha, cho nên là mình chờ máy nóng lên để mình châm thêm nữa. Còn nếu mà châm tưởng đầy rồi đậy nắp và đi là tôi luôn á. Rồi tới van hàng nhiệt này nó đứng, mình sẽ mở máy để cho nước nó chảy theo cái đường ống bự này. Nó chảy vô két nước, đó, nó chảy vô két nước, nó dòng xuống két nước, nó xuống cái ống bự dưới đó. Rồi nó mới dòng ngược lên, dòng ngược lên theo cái ống bự này nè. Đó, nó dòng ngược lên nó chảy. Dòng ngược lên nó chạy vô trong cái máy tiếp, vô trong cái máy tiếp. Rồi như vậy là nước nó sẽ đi tuần hoàn từ đây, từ cái này nó đi tuần hoàn dòng xuống qua két nước, dòng lên đây dòng vô máy rồi nó dòng qua két nước nữa nha. Thì mấy cái vị trí mình mở mình chắc keo này kia ok hết rồi nè, giờ mình kiểm tra nè, xong rồi bắt đầu giờ mình chế nước vô ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái nắp nước mình, nắp bình nước phụ ra nha. Rồi mình dùng cái lon nước suối nè, lon nước suối mình cắt ấy cái đầu mình để đặng mình dâm vô. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái chai lon lê Kunlen của Asin của Nhật ha, mình châm vô. Toàn là chữ Nhật không à, không biết Nhật gì đi. Có ai biết chữ Nhật đọc giùm mình. Rồi bây giờ mình sẽ châm vô cái bình này nha. Rồi bình này bình nước đỏ như rượu vang vậy nha. Châm nước mát mà thấy thèm rượu vang liền. Rồi bây giờ mình châm đầy cái bình này xong rồi mình nổ máy lên mình chạy để cho nước nó mở van hàng nhiệt, nó chạy vô két nước nha.
Rồi mình đã châm được nửa bình này, nửa bình mã chạy đâu mất hết là chưa có đầy được nữa, tiếp tục châm thêm nha. Rồi như vậy là mình châm đã đầy lên tới đây rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ đóng cái nắp này lại và mình nổ máy mình để mình theo dõi coi nước nó chảy qua cái két nước nữa rồi mình tiếp tục mình châm tiếp. Rồi bây giờ mình sẽ nổ máy lên ha. Có cái đường nước xanh ngay đây à. Nước xanh này là nước tồn đọng còn dư hồi nãy mình không có xúc ra hết được đó, tại nó vướng trong ngóc ngách của máy đó, cho nên là tràn lên tới đây nè ha. Nước xanh nè. Rồi như vậy là máy đã chạy và mình thấy nó bơm đi nè, nó bơm nước xanh đi ngược lên trên trên cái bồn nước phụ à ha. Rồi mình chờ cho quạt nó quay, quạt cách nước nó quay thì cái van thằng nhiệt ngay đây nó sẽ mở. Giờ trong thời gian chờ đợi cái máy nó nóng lên để cái quạt cách nước nó quay thì giờ mình sẽ gắn cái bầu lọc khí vô nha, bầu lọc gió vô. Đó, mấy bạn thấy nước nó chảy chỗ này không? Nước nó chảy ngược này trở lên. Rồi sau khi mình xiết cái cổ dê ngay chỗ này cứng rồi thì mình quay ra mình xiết ba con ốc của cái bầu gió nha. Đây một con ốc nè. Rồi mình cho nó một con lông đền với rồi dặn vừa tay như đây ha. Rồi tiếp tục mình sẽ chiết hai con ốc này lại. Thì ốc muốn dặn vô thì mình cho nó thêm một tí. Đợt sau có mở ra thì nó cũng nhẹ nhàng dễ nha. Rồi vậy là coi như trong thời gian mình chờ đợi nước nóng thì mình đã gắn được
cái vòi, cái bộ phận boe, bộ phận lọc gió vô. Rồi mình kiểm tra lại hết xong, ok. Rồi nãy giờ chạy thì mình nghe máy nó cũng hơi nóng rồi ha. Giờ mình mở cái chỗ này ra để mình xem nước nó điều hòa như thế nào. À, nước điều hòa như thế nào để mà mình châm thêm nước nha. Thì muốn mở cái này trong lúc máy chạy hoặc máy nóng thì mình dặn nắc nhẹ tí xí ra, mình nghe xem có hơi nó xì ra mạnh yếu nha. Rồi bắt đầu mình tư hạ từ từ để mình kiểm tra, mình cảm nhận, đừng có mở bung ra luôn là hơi nó phục vô mặt. Nếu mà bác nào mà đi mà soi cách nước giữa đường á là đừng có mở cái này ra, ngồi chờ nửa tiếng đi máy nguội mới mở nha. Rồi như vậy là khi mình đã châm nước vô là nó đã rút hết nước xuống rồi nè đó. À, nếu mà mấy bạn không có làm kỹ là thấy châm nước đầy thôi đóng lại đi là nó bị thiếu nước nha, cho nên là mình phải ngồi mình chờ quạt nó quay. Nó quạt giờ nó quay rồi nè, nó quạt két nước giờ nó quay rồi đó. Nó quay có nghĩa là chuẩn bị nước nó đi qua két nước, nước nó đi qua két nước là nó hút nước xuống hết đó, nó hút nước xuống hết. Giờ mình tiếp tục mình châm thêm vô nha. Rồi sau khi quạt nó quay rồi đó, thì nước nó rút xuống, thì giờ mình tiếp tục mình châm thêm nước vô. Châm thêm nước vô đầy tới cái mức nó báo nha, mức mắt. Rồi không có châm tràn bình nha. Rồi mình đã châm nước nó đầy tới mức mắt. Mức mắt có nghĩa là tới ngay cho cái mí này nè. Mí này là tối đa rồi đó, là mình châm tới đó thôi. Rồi mình để đây mình theo dõi tiếp. Rồi máy nó đã chạy lần hai rồi ha, quạt làm mát nó đã chạy lần hai rồi, thì bây giờ mình theo dõi xem nước mát nó có hụt xuống thì mình châm thêm, không hụt thì thôi tới đó thôi ha. Rồi quạt nó đã ngưng rồi, như vậy thì mình châm tới đó là vừa rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ đóng nắp lại. Vậy là coi như quá trình mình xúc cái bình nước mát, vệ sinh bình phụ đã hoàn thành thành công rồi ha. Thì giờ mình sẽ dặn nắp cứng lại. Rồi như vậy là mọi thứ ok. Nếu mà mình làm được thì mấy bạn ở nhà cũng làm được thôi, hãy tự tin lên mà làm nha, làm đúng theo như vậy là ok. Còn ai có sáng kiến gì khác hơn thì có thể làm theo ý của mình cũng được.